Hiện tại bên mình đang ráp một chiếc Dream lên các bạn. Thì về xe này cũng mua xe cũ á, rồi chỉnh sửa lại, tăng trang lại một đáy. Xe này chắc là không ship được nha các bạn. Tại do là xe này bán ship đi là lỗ tiền ship nên là không có ship được, do xe này là sửa nhiều quá, quá nặng nên là không có ship. Má về gà. Bình xăng mới chà ra mới đã các bạn. Xăng này còn xe này chắc cũng lợi xăng á. Bình đề đồ sửa đề lại hết này. Cái đề này, cái đề mới sửa xong nhìn nó mới này. Xe này cũng còn được. Không có tệ lắm. Bụi đắng để lâu quá. Hai năm rồi. Wow. Xe này là để đây 2 năm rồi các bạn. Nhiều quá, rất là quên luôn bạn ơi. Này mới thấy mưa lói ra tăng trang lại rồi. Yên bình xăng vào đây còn được mà, ngon mà, nó đỡ gì không? Nổ được chưa? Được không anh? À, cho nổ luôn bạn, xa xa qua cho rõ. Còn xăng không? Khỉ quần chế xanh nữa rồi, có đây. Kéo đi, kéo đi. Lâu quá không nổi, tí nè. Lâu cuối rồi, đầy đủ không? À, bây giờ kiểm tra lửa nha các bạn. Kiểm tra lửa. Lửa nó đá xanh hay đá vàng, đá đỏ. Đá xanh là ngon nha các bạn. Quỷ mất lửa mẹ rồi, nổ rồi nổ. Mất lửa mẹ. Không có lửa. Không có lửa là không cách nào nổ được nha các bạn. Rồi bây giờ chút giờ. Tình trạng mà mất lửa thì nó có nhiều nguyên nhân lắm nha các bạn. Xuống gì kích đây mà. Kích xuống kích. Bạn nào ở trong nghề thì chắc biết, chứ còn những bạn không ở trong nghề thì chắc mình có nói ra chắc các bạn cũng không có hiểu quá. Tại kích. Do nó có nhiều cái nguyên nhân. Đó đó đó. Đó. Đó bạn. Đó. Đã bắt quá. Bây giờ là nổ ngay thôi các bạn ơi. Ủa, xì đây tính thấy ra nổ em rồi đó. Yeah.
vô thử thì nó có chính xác là êm hay không. Tại vì không có cái bô thì cũng không nghe được chính xác bạn. Máy này phải nói rất là êm nha các bạn. Nhìn nó hơi dơ dơ nhưng mà rất là êm. Đang coi lại sao đề nó khó nổ các bạn ơi. Máu nãy đề mà nó không nổ. Đạp thì nó nổ mà đề nó không nổ, bây giờ phải kiểm tra lại. Để cho nó nổ ngon lành thì mới ngon cái xe được. Giờ kiểm tra buri, đá lửa thử có đều hay không. Cao quá nha. Rồi bây giờ thì máy đã đề ngon rồi nha các bạn. Để bây giờ anh Cường anh dặn hai góc lại rồi anh đề cái bạn gì. Rồi bật chìa khóa này, rồi đề này. Máy nổi lên rồi. Rồi giải là phần đề đã xong. Giờ tiếp tục tới phần khác. Hiện tại thì bên anh Cường đang còn mấy chiếc quay A nữa các bạn, quay A với lại Dream. Thì sau khi mà dọn dẹp sạch sẽ thì nó ra như thế này. Đó, đây là những chiếc xe mà đã dọn lại rồi. Có chiếc quay A thì chưa dọn nha các bạn. Quay A thì chưa dọn tại nó còn riêng cái dòng xe này nó không có hư thành không có dọn. Chỉ dọn những chiếc rim, những chiếc quay, những chiếc mà xe mà rí hay dọn lại. Còn đa số mấy xe hãng thì không có dọn lại. Nếu xe hãng mà dọn lại thì tốn kém lắm bạn, tại vì đồ hãng nó đắt lắm. Thì cũng còn 3 chiếc của bên anh Cường đây. Thì bạn nào mua thì nhắn tin qua Facebook. Bữa nay thì nói chung thì mình không có ship nha. Nếu mà ship thì phải thương lượng rồi mới ship được. Chứ còn bên mình thì cũng không có ship, tình nguyện không có tình nguyện ship nữa. Còn mấy cái xe thanh lý ở video trước thì vẫn ship bình thường. Chỉ là cái video này thôi, có mấy cái xe đây này thôi là không có ship. Tại vì do là cái xe này là ship nữa là không có lời nên là bên mình không có ship. Còn những ai mà muốn ship thì có thể thương lượng qua bên mình một xíu rồi mình sẽ ship. Đó, mình xin nói rõ như vậy. Tại vì mình ship là nó mất cái tiền lời của mình á, nên là mình không ship. Chứ không phải là ship gì các bạn. Bên anh Cường anh cũng còn nhiều lắm nha các bạn. Còn cũng được dòng xe quay A này anh cũng còn được mười mấy chiếc. Tại vì do là xe, nếu như mà xe mua bán bình thường ấy thì giá nó cao hơn, mà xe thanh lý thì giá nó rẻ hơn. Anh còn tới mười mấy chiếc như thế này. Tại vì xe mua bán bình thường là mình mua người ta là giá nó cao hơn các bạn, còn xe thanh lý nó rẻ hơn.